Để chào các bác nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2020. Lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy rửa bát Nationa, gọi là Navom đấy các bác. Có mã là BM1. Con này cái mặt mũi nó còn khá là đẹp các bác nha. Mặt mũi còn khá là đẹp luôn. Tình trạng này rất là đẹp. Này vết bẩn tay cầm và chạm vào. Mà con máy còn rất là đẹp luôn. Mặt mũi sáng sủa này. Mặt tỉa đều đẹp. Đấy. Rất là trắng đẹp nhé. Bảng điều khiển còn rất là mới này. Đấy, các bác nhìn này, một con BM1 còn rất là mới. Ra cái BM1 này thì nó lại còn có cái giọng nói này các bạn này. Khi bật cái là có cái giọng nói của gái Nhật nó nói ngay. Này, bên trong khoang máy rất là sạch sẽ, trắng tinh các bạn nhé, trắng tinh luôn, cực mới. Đấy, vệ sinh rất là kỹ càng thì nó nhìn, phải nói là quá mới luôn. Đây, cái dòng này thì tất cả cái giá này bằng inox hết, có một cái khay là bằng nhựa này. Đây, trên này thì các cái giá này bằng nhựa, thân này bằng inox, răng chỉ thì cực mềm rồi, đồ Nhật tuyệt vời luôn. Đây, một cái máy rửa bát này, con này bán là 3,9 triệu thôi nhá, giá chưa có đổi nguồn, chưa phí ship đâu. Tính ra giờ cả đổi nguồn của các bác chỉ có hơn 4 triệu thì đã có một cái máy rửa bát rồi, hàng Nhật nội địa, rửa hoàn toàn nước nóng, rất là sạch sẽ, đây, tiêu chuẩn của Nhật luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật. Chứ tội gì các bác phải bỏ ra đến mười mấy 20 triệu để mua một con máy kia, mà còn đảm bảo với các bác là con máy này tuy tuổi đời của nó chục năm rồi nhưng vẫn còn bền hơn các cái máy hàng châu, hàng Đức là cái chắc, rất là bền. Cam kết với các bác là tất cả các cái bệnh của các cái, nếu mà có bệnh gì của các cái máy này đều sửa được hết. Đấy, rất đơn giản này. Đấy, con này cực đẹp, bán là 3,9 triệu các bác nhé. Hơn 3 triệu 4 triệu, hơn 4 triệu thôi là có một cái máy rửa bát rồi, rất là tuyệt vời luôn, không phải dùng về bột rửa hay gì cả. Còn các cái dòng châu Âu thì còn phải dùng thêm bột rửa. Nhiều bác hỏi xếp xong nồi, đây cái khoang của nó cũng rất là rộng rãi đấy, các bác xếp được vào thì các bác cứ xếp thôi, như nó cũng không kén xong nồi gì cả. Những cái xong chắc là 20 phân thì chắc là xếp thoải mái đấy. 20 anh em xếp nghiêng vào chỗ này, để đĩa này đấy, toàn bộ inox hết này đấy. Chung là không kén cái gì cả anh nhé, tất cả các cái đồ thủy tinh hay nhựa cho đây đều rửa được hết mà không bị hỏng. Đấy, nước nó rửa 80 độ C chứ nó không sợ hỏng cái đồ gì cả nhé. Đấy, các bác có nhu cầu mua con này thì có liên hệ, máy rất là đẹp, giá 3,9 triệu. Cảm ơn các bác. Các bác mua thì vui lòng đặt cọc trước cho em 500 nhé, giao hàng đến tận nơi các bác thanh toán nốt. Cảm ơn các bác.